2.700 người bị phong tỏa trong khu ổ chuột, bản tin của phóng viên Lưu Trọng Văn. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phát biểu tại buổi làm việc. Cú điện thoại của Thủ tướng nửa đêm liệu có rúng động cả hệ thống hay không? 23 giờ đêm ngày 14 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính không thông qua lãnh đạo tỉnh An Giang trực tiếp điện thoại cho ông Phan Văn Tường, bí thư thị trấn Long Bình, huyện An Phú để kiểm tra vùng đỏ chống dịch như thế nào. Khi nghe báo cáo tình hình rất thật của lãnh đạo thị trấn, Thủ tướng yêu cầu sớm giãn dân ra khỏi khu vực ổ chuột của thị trấn Long Bình, thành lập trạm y tế lưu động và đẩy mạnh tầm soát cộng đồng. Lập tức, lãnh đạo thị trấn báo cáo về cú điện thoại trong đêm của Thủ tướng cho ông Ngô Công Thức, bí thư huyện ủy huyện An Phú, và cũng lập tức bí thư huyện ủy rung chuông báo động khẩn cấp cho lãnh đạo tỉnh An Giang. Sáng hôm sau, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch tỉnh An Giang, trưởng ban chỉ đạo chống dịch An Giang, tới ngay huyện An Phú, và cuộc kiểm tra khẩn cấp này đã được báo cáo trước ngay trong đêm đó, nên khi ngài chủ tịch tới huyện thì đã có sẵn hoa và băng rôn chào đón. Lẽ ra chủ tịch tỉnh phải quát lãnh đạo huyện cờ hoa khẩu hiệu cái gì khi mà dân đang khốn khổ vì dịch. Nhưng không, ngài không đủ phẩm chất thường trực trong mình để làm cái điều ấy. Ngài đứng bên hoa và băng rôn chào đón mình, nói vài câu chỉ đạo huyện phải không cho dân vùng đỏ chạy lung tung nhiễm bệnh này kia kia nọ, huyện phải cấm trẻ con ra khỏi nhà vân vân và vân vân. Và ngài ra lệnh nếu trẻ con ra ngoài thì cha mẹ phải chịu trách nhiệm. Điều đau đớn nhất là báo cáo này của Phan Văn Tường, bí thư chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Long Bình. Địa phương có hai khu ổ chuột bị phong tỏa nhưng số lượng dân số dày đặc ở khu vực này. Đến nay Long Bình đã có 485 ca nhiễm COVID-19. Hai khu ổ chuột bị phong tỏa có 2.700 người dân, mật độ dân rất dày đặc. Có những ngôi nhà chưa được 20m² nhưng có đến 5-6 người ở. Cháy nhà, lòi ra mặt chuột là đây đây. Không thể tưởng tượng nổi ở một đất nước mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn tự hào chưa bao giờ đất nước ta được tốt đẹp như thế này. Thì sự thật bị con virus tàu phơi bày ra rằng ở An Giang, một trong các tỉnh giàu có bậc nhất Nam Bộ, lại có một thị trấn có hai khu ổ chuột với 2.700 con người chui rút khốn khổ. Và điều ngạc nhiên là khi Thủ tướng được báo cáo dân khu ổ chuột khó kiểm soát được dịch, Thủ tướng đã chỉ đạo lập tức giãn dân ra khỏi khu ổ chuột đó. Còn ngài chủ tịch tỉnh thì lại chỉ đạo là kiểm soát chặt dân, không cho ai kể cả trẻ con ra khỏi nhà. Ngài chủ tịch An Giang ơi, ngài thử chui rút trong ổ chuột của dân một ngày mà không ra khỏi cửa hít thở khí trời coi. Ngài không phát điên mới là lạ. Và thưa Thủ tướng có giật mình đau xót và nhận thấy chính mình cũng có lỗi với dân hay không khi hiện tại có 2.700 người dân của Thủ tướng đang chui rút trong ổ chuột mà dịch bệnh bao vây. Cú điện thoại của Thủ tướng nửa đêm liệu có rúng động cả hệ thống hay không?